Cocomi 90g, tàu hơn 20%, giá 4.500. Em sẽ bỏ nhà đi. Em sẽ làm như vậy. Cái gì? Em sẽ đi làm một nơi có chỗ ăn chỗ ở, tiền lương ít một chút cũng không sao. Em sẽ gom tiền, em sẽ đi học sau thầy à. Điểm à, dù có chuyện gì đi nữa thì em phải học hết trung học mới được. Em sẽ học bổ túc vào ban đêm. Bổ túc ban đêm? Chỉ có như vậy em mới có thể tiếp tục học được thầy à. Sao thầy thấy giận quá? Cha em là như vậy. Dạ em chỉ biết có mình anh hai thôi. Hai đứa hôm nay không đi xe đạp à? Dạ, tại hôm nay con thấy còn sớm nên con với anh Quý đi bộ sang tập thể dục luôn. Này, nhớ ăn cơm hết nha, đừng bỏ thừa các con nha. À, em có chuẩn bị đồ ăn ngon cho các con không? Có chứ, em chuẩn bị thịt kho này, cá chiên này và cả trái cây nữa. Làm gì thì làm, phải để tâm để mắt đến chúng nó. Dạ, con xin phép con đi học. Này, đi học về đúng giờ đấy nhá. Dạ, thôi ba mẹ con đi. Thôi, vào đi. Chết tiệt. Em. Hả? Hay là tụi mình đẻ thêm một đứa con trai nữa? Ôi trời ơi, anh nói gì kỳ vậy? Nghe nói là có một ông thầy thuốc rất là giỏi, bọn mình đến thử hỏi một lần xem. Trời ơi, anh định giết em đấy hả? Anh biết là mỗi lần sảy thai nó hại đến cơ thể phụ nữ như thế nào còn gì nữa. Vì vậy thì mới nói đến chỗ thầy thuốc giỏi. Anh, em là dược sĩ, em tới đấy á, người ta cười chết đấy. Anh biết là em đã sảy thai 5 lần rồi. Bây giờ á, kể cả con trai con gái á, đừng có mấy hy vọng. Thì vẫn biết thế. Nhưng mà không có con trai thì... Anh, em đầu tư cho thằng Quý rồi còn gì. Mặc dù nó là con người khác nhưng vẫn có kết quả tốt. Này, không nói như thế được đâu nhá. Em sẽ đầu tư thật tốt cho thằng Quý đấy. Sao cũng được. Nhưng mà nhỡ thằng Mãnh nó la lối sùm lên là vợ chồng giật con nó thì sao? Thì anh lo giải hòa với ông Mãnh đi. Hòa giải cái gì? Nó có phải là con người đâu mà hòa giải. Nó là cái con gì di động ấy. Em không muốn anh nói một lời nào nữa đâu. Những lời anh nói về bạn của anh Mãnh ấy, nghe khó nghe quá à. Vợ anh muốn là trời muốn. Với lại em cũng có cái lý của em. Em đầu tư cho thằng Quý, tức là em đầu tư cho nhân tài. Chỉ có tiếc một điều là cái lý lịch của cái thằng này nó không được tốt lắm. Thế sao nó lại là con của thằng cha Mãnh nhỉ? Như bác cũng đã nói rồi, trường luật đâu phải ai cũng thi được, mà Quý bây giờ đã gần như là được tuyển thẳng vào rồi. Dạ lại ở đây là trường làng mà bác. Quý vẫn phải tập trung học bài dù không phải thi, cho nên chỗ học, chỗ ở đều rất là quan trọng. Cuộc đời là cái gì chứ? Không có tiền thì con cái nó cũng bỏ mình. Làm sao có tiền bây giờ chứ? Cô Út đến đó hả? Dạ thưa chị,
Đúng lý ra là tụi em phải tới chào anh chị sớm hơn nữa à. Dạ. Dạ. Dạ tôi bề bộn quá, Dương thông cảm. Dạ em đâu dám chị. Chị à, ảnh không có để ý đâu, ảnh hiểu hoàn cảnh nhà mình mà. Dạ. Anh. Dạ em chào anh ạ. Anh. Chị chuẩn bị bữa cơm giùm em nha. Em vô gặp anh hai tí xíu ha chị ha. Dạ, dạ em chào anh ạ. À. Dạ, em xin lỗi anh. Đáng lý ra tụi em phải đến chào anh sớm hơn à. Dạ. Dạ, em nghe bà xã em nói là anh giận tụi em cái vụ đám cưới. Đáng lý ra là tụi em phải mời anh dự đám cưới. Nhưng mà... À, tại em cản anh đó. Tại em nghĩ mình trốn quê đi, bây giờ làm vậy thì trơ trẽn quá. Dạ. Em bây giờ không còn ương ngạnh như lúc trước đâu. Dạ. Em thay đổi rồi. Dạ. Dạ, mong anh... Dạ đúng à, giờ em bây giờ đối với em là một người vợ hết sức thảo hiền à. Dạ nói chung là hết sức hiền à. Dạ. Hai người nói cưới nhau. Dạ. Thì có cái gì làm bằng chứng để tôi tin? Tưởng chuyện gì chứ. Vậy tụi em cho anh coi hình cưới là được gì? Đưa ra coi. Dạ có, em để ở phòng trọ đó. Thiệt không? Dạ thiệt mà. Hay là bây giờ em đi lấy liền nha. Thôi, được rồi. Mai mốt phải đưa cho anh coi đó nghe. Cô Thục. Chào thầy Khoa. Mời cô ngồi. Lâu quá không gặp thầy. Bếp nhỏ thế này, vậy mà cũng khó gặp mặt nhau quá. Xin lỗi thầy, tôi hơi bận. Mà hôm nay thầy muốn gặp tôi có chuyện gì vậy? Không có gì đâu cô. Tôi chỉ nghe em Phạm Chí Quý, cô đặc biệt để ý tới em. Em Quý là một học sinh đặc biệt xuất sắc của tôi. Cô biết em Quý có ba đứa em không? Dạ biết thưa thầy. Ba đứa em của Quý đang phải hy sinh vì một mình Quý, cô biết không? Hy sinh hả? Cha của em Quý chỉ lo mỗi một mình em, đó là sự thiên vị quá đáng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ba đứa em của Quý sẽ ra sao? Ý thầy là như thế nào? Cô Thục à, chúng ta hãy giải quyết chuyện này đi. Thầy Khoa à, người tôi quan tâm duy nhất ở đây là em Quý. Chúng ta phải hướng dẫn và đào tạo em Quý như thế nào để em ấy có thể có điều kiện phát triển tốt nhất chứ thầy. Cô đừng chỉ đạo học sinh một cách ích kỷ như vậy. Giáo dục đâu phải cách đó, nhưng cách mới là quan trọng. Tôi sẽ hướng dẫn em Quý theo cách của riêng tôi. Còn việc ai đúng ai sai thì sau này chúng ta sẽ nói tiếp. Xin lỗi thầy, bây giờ tôi phải có việc bận, tôi đi trước. Cô Thục à, còn cà phê. Mời thầy dùng. Cường ơi. Ủa, cậu. Có phải cậu đem phân tới cho con không? Ừ đúng rồi, cậu mua đem tới cho con nè. Nè, con muốn trồng cái gì á thì phải bón phân đều đặn thì mới tốt được. Con biết mà. Ờ, hôm nay em đi học hả? Dạ, con đi học buổi sáng. Nhưng mà con nói đau bụng quá, con ra đây cuốc đất luôn.
Tại thèm cuốc đất quá, họ không có vô. Con làm vậy đâu có được. Con muốn làm gì thật giỏi á thì phải học. Sau này còn phải học trường kỹ thuật nông nghiệp nữa đó. Nhưng mà con không có thích học mấy trường đó cậu ơi. Con làm vậy hoài trở thành đầu cước bò mất. Tưởng gì chứ cước bò, con đem nhét vô cái bao này rồi con bón phân luôn. Cái thằng mà nhìn con lanh lợi như vậy không hẳn là đầu cước bò đâu. Anh vợ, em sẽ giúp anh kiếm thiệt nhiều tiền nha. Chỉ cần là có ý muốn kiếm tiền thôi là kiếm dễ ẹt à. Bởi vì người ta mới nói là cái câu là tiền đẻ ra tiền đó anh. Cậu giỡn với tôi rồi hả? Dạ đâu có, em nói thiệt mà. Anh hai, vợ chồng em về đây không phải là không có kế hoạch gì đâu. Dạ. Tụi em định làm ăn lớn á. Làm ăn hả? Dạ, tụi em quyết tâm là sẽ làm ăn lớn ở cái xứ này đó anh. Nhưng mà ngặt một nỗi là tụi em cũng là khách mới tới. Cho nên là nếu mà anh đứng ra giùm tụi em á thì mọi người đây đâu có coi thường tụi em được. Ở cái xứ này không thằng nào dám coi thường Phạm Ba Mảnh. Dạ. Chứ sao nữa anh? Nè. Dạ. Nhưng mà cậu có vốn không? Dạ thưa anh, em cũng có một chút vốn mới dám rủ anh chứ. Ăn từ từ kẻo mắc nghẹn đó con. Mẹ không ăn đi mẹ. Đã nói là cô của tụi con bắt mẹ ăn nhiều rồi, giờ không thể ăn được nữa. Nghe cái mùi thanh heo không mẹ ngán rồi. Mẹ có chừa cho anh Tư ăn không hả? Mẹ có chừa mà. Mẹ định mang thịt đó ghé thăm anh Tư, rồi luôn tiện ghé thăm rễ bắp luôn. Mẹ, cha đã cho cô Trâm vô ở phòng nhà mình chưa? Phải vậy thôi, nhà còn phòng trống mà đi ở phòng trọ thì tốn tiền quá. Nghe nói đâu cơm cũng phải mua mà ăn, như vậy thì phí tiền quá đi. Phải hốt hết tiền cửa xứ này. Dạ. Để cho mấy cái thằng mà nó coi thường thằng Phạm Ba Mảnh này đó khiếp sợ. Đúng rồi. Trời đất, thằng nào dám coi thường anh? Anh ghi tên ra đi, em xử tụi nó cho. Có mấy thằng như vậy á. Vậy à? Anh hãy tin chồng em đi, anh sẽ không hối hận đâu. Anh à, ở cái xứ này nè, dân mà có tiền á, thường tập trung ở đâu vậy anh? Ở chợ bò. Chợ bò? Là nơi người ta bán bò hả? Chờ sao? Chỗ đó mai mốt nó tập trung mấy thằng thương lái về mua trà, mua cà phê nữa đó. Vậy à? Ừ. Đúng rồi đó anh. Vào cái mùa đó người ta còn đồn xạo là ở ngoài chợ mấy con chó ngậm một đống tiền luôn, vì chủ nó cầm không hết á. Chuyện này có một chút vốn thôi sẽ hốt cả đống luôn. Mẹ tới coi rể nhà mình phải không? Đi đi, ra đây. Đó, mẹ coi đi, là đất nhà mình đó. Chờ tới mùa hè là con sẽ thu hoạch cả đống nông sản về cho mẹ coi. Con giỏi quá, con giỏi thật. Mẹ, mẹ đừng lo gì nghe mẹ. Cà phê rồi lại nè. Rồi rồi rồi. Một, hai, ba. Rồi.
Rồi con chọn một lá đi. Lá nào cũng được. Lá này phải không? Nhớ nó nghe chưa? Dạ. Lá số mấy là nhớ nghe chưa? 1, 2, 3. Lá số 3 đúng không? 1, 2, 3. Nó đây đúng không? Rồi con bỏ nó vô giữa bộ bài đi. Rồi dựng sao lên nè, cho đi mất tiêu luôn ha. Nhớ lá mấy chưa? Dạ. Ồ, Dượng ơi, đúng là lá này rồi. Hay quá Dượng ơi. Cô Út à? Dạ. Cô có biết tin về chú của tôi nhỏ không? Không biết bây giờ chú ba nó sống ra sao nữa. Mấy năm rồi em không có tin tức gì hết chị. Sống chung ở thành phố mà hai anh em không có qua lại với nhau sao? Cũng gần 3 năm rồi chị. Ảnh dọn nhà đi mà không nói với em tiếng nào hết. Vậy là em không đi tìm ảnh luôn. Chị nghĩ coi, ảnh dọn nhà đi mà không báo với em, có nghĩa là ảnh muốn cắt đứt quan hệ với em đúng không chị? Anh em trong nhà mà chia rẽ với nhau như vậy coi sao được. Anh ba là người như vậy đó. Rồi đám giỗ của cha mẹ chú ba cũng không tới sao? Anh ba là người như vậy á là tại anh hai hết á. Anh hai cứ biểu ảnh đi buôn gì đó mà ảnh không có biết làm gì hết. Xài hết tiền của cha mẹ để lại. Cuối cùng á chỉ còn tiền để mua vé xe lên thành phố thôi. Mà em nghĩ á ảnh không bao giờ quay lại cái xứ này đâu. À, mà thôi, đừng có nhắc chuyện cũ, nhức đầu lắm chị. Chị gì? Chồng của em á là người có tài lắm đó. Bây giờ gia đình mình sẽ sống hạnh phúc với nhau nha chị. Mời mấy anh, chừng nào hết rượu nói em mang ra thêm nha. Em Kim, dẹp mấy cái rượu rế ra đi. Ủa? Đem cái rượu nhất dạ đế vô cho anh. Rồi ba cái đồ xào đó, là thịt bò phải làm bắp, bắp bò đó. Xào với nấm ha. Rồi, ôi thôi có gì đem ra hết đi. Khoan khoan, lấy cho một miếng gan, xào luôn. Gan mày á. Im mày. Mày nghĩ sao vậy? Mày trả tiền hay tao trả tiền mà mày kêu đủ thứ vậy mày? Kể từ nay trở đi, mày đừng làm ông nội người ta nữa. Tao trả. Vậy là cái tin đồn mà vợ chồng em gái mang nguyên một núi tiền tới là có thiệt hả? Lý Văn Tèo, mày nghe cho rõ đây. Kể từ hôm nay trở đi, mày không được đem tiền ra khoe với Phạm Ba Mảnh này, biết chưa? Cái thằng này. Biết chưa? Biết rồi. Còn một chuyện nữa, kể từ hôm nay trở đi, mày mà đụng tới em gái tao một lần nữa, tao sẽ giết mày, biết chưa? Biết chưa? Cái chuyện nó xưa rồi. Cái thằng mắc dịch, mày trả lời những mấy câu hỏi tao đi. Trời ơi, trả lời đi, nó giả. Dạ biết rồi. Còn ba nữa, không đem rượu ra. Dạ, biết rồi. Đi đi. Lấy thuốc bổ vitamin trong họ. Ủa, anh Mạnh mới tới ạ? Làm cái gì mà uống rượu nhiều thế? Lấy thuốc bổ đi, vitamin tổng hợp. Gửi cho ông Quý giùm. Không, thằng Quý thì chúng tôi lo được mà. Sức khỏe của con tôi tự lo. Tôi là cha mà. Đúng không? Biết rồi, tôi sẽ làm đúng như thế, khỏi phải lo. Anh Mạnh ơi,
Tôi vào gọi Quý ra gặp anh một chút nha. Thôi khỏi, tôi về. Hình như là mình làm điều gì đó không phải hay sao ấy. Anh ơi, hay là mai mình mời Mạnh tới ăn cơm chung với nhà mình một bữa đi. Con rồi mà. Con làm cái gì vậy? À, đói quá, con lụp con nguội ăn miếng cho lót bụng. Con đi ra gãy giờ á. Con có biết bây giờ là mấy giờ không? Con ngủ không có được. Con tính ra gãy bóng phân một chút rồi đi học luôn mà. Trời ơi con còn nhỏ mà. Hôm bữa mẹ nói con lớn chồng ngồng rồi, hôm nay tự nhiên coi con như con nít vậy. Bằng tuổi con đó nghe, mà ngày xưa là người ta có vợ rồi đó. Thôi con đi nghe mẹ. Đường tối con đi cẩn thận nha. Dạ con biết rồi. Lại mẹ Quan Thế Âm hãy phù hộ cho thằng nhỏ con của con. Sao người em lại có mùi như vậy? Em xin nói thiệt, em mới đi cày về. Cày đó? Em cũng phát hoang được khá nhiều. Em trồng bắp. Tại em mới rải phân xong tới đây nên có mùi. Mà có khó chịu thiệt không thầy? Bạn đang nói gì vậy? Mũi bạn có bị gì không đó? Thôi cày em lại. Mùi hơi khó chịu đó. Dạ em biết rồi, chắc em không học được nữa. Xin phép thầy, em về sớm. Một ngày nào cho ta bỗng nhớ ký ức âu thơ tháng năm không phai mờ, rồi một
chiều bao nhiêu tiếc nhớ trong lòng. Căn nhà xưa năm nào, tôi sẽ mơ em đêm năm nào. Gạo lúa mấy bạn ăn. Về đây anh. Cũng phải bỏ một con chứ bộ. Làm gì ghê mình như vậy? Tuổi thơ, anh em chung tiếng cười, về sống trong thanh bình và niềm hạnh phúc. Về đây anh ơi, mãi mãi là tình thân, mãi mãi là ngọt ngào. Từng ngày dài quá bao giông tố, nước mắt tuổi thơ thân anh hai phai mờ. Anh hai, anh hai, ôi anh em sao vậy con? Trời. Anh hai, mình mở một nhà hàng lớn đi anh. Nhà hàng? Dạ. Em thấy hả, chỉ có buôn bán mới là hốt nhiều tiền nhất thôi. Thôi mình mở cà phê đi anh. Bậy bậy. Mở cà phê thì làm sao mà có việc làm cho anh vợ được. Nếu mở nhà hàng là anh có việc hả? Dạ. Anh sẽ là ông chủ. Em nói cái gì? Anh sẽ là ông chủ chứ còn cái gì nữa. Hai đứa cứ chọc anh hoài. Trời đất ơi, tại sao tụi em phải giỡn với anh chứ? Nghe em nói nè, anh là dân ở xứ này đúng không? Điều đó khỏi phải nói rồi. Thì đó, nếu như mà anh làm chủ á, thì có phải là mấy cái ông lớn mà giàu có ở xứ này sẽ nhào vô tiệm của mình đúng không? Đúng. Nếu mà anh làm chủ một cái nhà hàng thì chắc chắn mấy thằng giàu có ở chợ bò này nó nhào vô đó. Đó, đúng rồi. Bây giờ anh chỉ cần lo cho em về mặt pháp lý thôi, giấy tờ thôi. Mọi chuyện em lo. Em rủ mấy con cà phê đẹp đẹp ở thành phố lên nữa. Cà phê là... quán rượu phải có em Út với anh, đúng không? Đúng, ừ, được á. Ê, anh ai vô bệnh viện rồi? Hả? Bệnh viện hả? Anh có làm gì mà ở bệnh viện? Nghe nói đang học trong lớp tự nhiên xuống ngang luôn. Bệnh viện nào? Bệnh viện... à, bệnh viện đa khoa. Ông, tôi đi ghế. Ở nhà đi. Ủa, bà là bác sĩ hả? Mẹ đừng có lo. Cô y tá nói là anh không sao hết á. Không có là sao? Xoay đi xoay lại cũng là tiền mà. Anh sẽ làm ra. Nè, em cứ lo làm bà chủ tốt đi nha. À. Quỷ, thằng ác độc, mày giấu thằng quỷ ở đâu? Mày ăn nói kiểu gì thế hả? Một cái thằng như mày ấy không đủ tư cách để làm cha. Mày nuôi con cái không cho ăn uống đầy đủ thì nó thiếu máu, thiếu dinh dưỡng là chuyện đương nhiên. Đã như thế là còn xưng cha không thấy nhục. Mày im đi, mày giấu nó ở đâu? Cái loại như mày ấy trả ơn bằng thù là chắc chắn. Mày im đi, mày đừng có lải nhải nữa. Con tao ở đâu? Ơ, cái thằng này, mày nghe cho rõ này, nếu mày không muốn con mày chết ý, thì mày phải im mồm đi. Nó cần được nghỉ ngơi một cách tuyệt đối. Nó đang truyền nước biển kia kìa. Cái gì? Tại sao nước biển? Bác sĩ đã nói không sao rồi, tại sao mày lại vô nước biển cho nó? Ở bệnh viện người ta chỉ cấp cứu thôi, còn cái bệnh thiếu dinh dưỡng, thiếu máu ý, không phải ngày một, ngày hai mà chữa ngay được đâu. Mày phải nhớ một điều ấy, nhà tao mở cái tiệm thuốc Tây này á là may mắn cho nhà mày lắm rồi đấy. Là phúc tổ 70 đời cho nhà mày đấy.
lỡ đến đây rồi ấy thì vào mà thăm nó đi, nhưng nhớ để cho nó phải nghỉ ngơi một cách tuyệt đối. Nhàn ơi. Dạ. Đi ra trong cửa hàng giúp chú. Dạ. Sao rồi? Đỡ hơn rồi anh. Mày làm cái gì mà chậm thế? Vào nhanh lên. Quý. Cha. Con có sao không? Con không sao đâu. Anh Mạnh, tôi thực áy náy vì không chăm cháu được tốt hơn. Cái đó là không phải lỗi của chị đâu ạ, mà do lỗi của tôi đó. Tôi không cho nó ăn uống đầy đủ mà. Ở lại mà trò chuyện nhé. Mà nói ít thôi đấy. Em. Dạ. Nếu con người ấy đến đón con về thì em cứ để cho đón con về. Kìa anh. Thế em không thấy à? Mình cho họ tất cả những gì mình có, không biết chừng nó tát cho mình một phát ấy. Về chuyện này em còn quyết tâm hơn ấy. Học hành cứ thì cũng cần phải có sức khỏe. Mà nếu như cho thằng Quý về nhà, nó còn bệnh nặng hơn nữa ấy. Quý. Quý. Con ngủ hả? Cha cứ nói đi, con nghe đây. Chuyện nước biển xong về nhà thôi con. Cha sẽ lo cho con ăn uống đầy đủ. Dạ. Về nhà thôi. Cha đừng nói những gì không làm được trong thực tế chứ. Con nói cái gì vậy? Cô Út giờ ở nhà chưa lâu mà cha kêu ra liền được sao? Còn sự ngày hôm nay là cũng vì vấn đề của cô Út đó. Sao? Cô Út đã làm gì con? Con xấu hổ vì cô Út. Con cảm thấy buồn bực, chua chát, không ăn nổi gì. Cha ơi, tại sao mình sống mà cứ bị người khác chỉ tay vào vậy cha? Con nói chuyện gì cha không hiểu. Cái người đàn ông đó không phải là chồng của cô Út. Bậy, ai nói? Cha hãy lắng tai nghe cho rõ đi. Sao có mình cha không nghe tin đó vậy? Nếu có tin đồn cũng là tin đồn sai thôi. Tin đồn tầm bậy đó. Có hình chụp đám cưới. Hình đám cưới đang để trong phòng con á. Vậy sao? Thằng nào mà đồn tầm bậy tầm bạ vậy tôi không biết. Không phải thì được rồi. Con phải ở lại đây và học cho Trang. Đó là lời hứa phải giữ. Về. Tụi con đi mới về đó hả? Dạ. Mùi gì mà thơm quá vậy chị? Cháo tôm khô đó. Mẹ, nhà ai bệnh mà mẹ nấu cháo vậy?
anh hai con xỉu trong lớp học á. Sao? Tại sao xỉu? Nghe nói là thiếu dinh dưỡng. Cái gì? Anh hai mà thiếu dinh dưỡng hả? Bệnh là do không ăn đầy đủ đó. Thôi đi, chuyện đó vô lý quá mẹ ơi. Cả tụi con cũng bình thường vậy. Mà người ăn tốt nhất như anh hai vậy mà thiếu dinh dưỡng gì chứ? Đúng rồi. Tại anh con kén ăn đó mà. Mẹ, ngày mai cầm mèn cơm của Hiển mẹ cho thêm trứng nha. Ngày mai em con thi vẽ toàn tỉnh đó. Con đi thi nhớ hạng nhất nha. Con sẽ làm tốt. Cầu trời cầu Phật cho thằng Hiển em con đậu hạng nhất cuộc thi toàn tỉnh. Nhất định phải đậu hạng nhất. Nhất định nó phải đậu hạng nhất. Làm sao bây giờ? Xin chào. Dạ, chào anh ạ. Long, mày nghe tin gì về thằng Mảnh chưa? Tin gì? Nghe nói nó làm ăn lớn lắm. Nó đang đùn rum ra ngoài chợ kia kìa. Làm ăn? Ừ? Mày không nghe gì sao? Không. Hay là em rể của ông Mãnh đưa tiền cho làm ăn? Thằng đó thì làm ăn cái gì? Ở nhà trọ, ngoài cái chuyện nó đi toilet, nó chẳng đi ra ngoài, cho nên chắc nó chẳng làm ăn gì đâu. Tèo, sao mày quan tâm quá vậy? Cô ơi, cô kêu em hả? Dạ, tôi là mẹ của Quý. Em Quý hả cô? Tôi là mẹ của thằng Quý. Mẹ của Quý? Dạ. Em chào cô. Dạ, Quý đỡ nhiều rồi cô. Trưa nay nó ăn cơm nhiều lắm á. Cảm ơn cô. Dạ. Cô vô nhà chơi. Dạ, dạ thôi. Tôi phải về để nấu cơm chiều nữa. Tôi chỉ muốn gặp mặt Quý một lát thôi. Cô có thể nào cho tôi gặp một chút được không ạ? Ừ, dạ được. Vậy cô đứng đây chờ, em vô em kêu nó ra nha. Cảm ơn cô. Dạ. Mẹ em hả? Em mau ra gặp đi. Người con có sao không? Không sao đâu. Nè, con phải cẩn thận đó. Đến đây có chuyện gì vậy? Mẹ nhớ con nên mẹ nấu cháo tôm khô đem đến cho con đây nè. Đâu cần làm những thứ này. Con phải ăn đó. Con cầm đi. Con không ăn đâu, đem về đi. Con nói gì vậy? Cầm đi. Con đem vô đi, để nguội hết. Về trước đi. Con vô trước đi. Mẹ nhìn theo con rồi mẹ sẽ về. Vậy con vào đây. Thank you.
Giải gì mà dơ quá trời không biết. Ê ơi. Anh nghe. Anh là bệnh nhân đó. Em thăm bệnh, tặng hoa hả? Dạ. Hoa đẹp quá. Hương cũng thơm nữa. Ủa, mẹ. Mẹ, con đi đâu vậy? Con tính đi gặp anh hai, mẹ gặp anh hai chưa? Anh hai con đỡ nhiều rồi, mẹ cũng đưa cháo tôm khô cho anh hai con rồi. Con gặp anh hai để đưa anh hai cái này nè. Cái gì vậy? Thanh long. Cô với Dượng mới mua đó. Trời ơi. Con đem tới cho anh hai rồi đi về liền hả? Con đem đưa cho anh hai đi. Nè, con đừng có ra tiệm thuốc mà con đưa. Con gọi anh hai ra cửa sau rồi con đưa nha. Con biết rồi mà. Thôi con đi nha. Đừng có chạy, có chân té. Con trai mà ăn kỳ vậy con. Ăn thoải mái vô. Anh đang làm cái gì vậy? Cái con này chắc thịt nó ngon lắm nè. Trời trời, anh nói cái gì? Lắc một miếng ngay mông, đem nướng lò than, chấm muối ớt là hết sảy luôn chứ sao. Anh lắc mông bò đi, coi chừng Cường nó cắn mông anh á. Gì? Cuối cuối.